Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. À, chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo uh, của giảng viên Phan Anh uh, trong chương trình đào tạo bán hàng, kiếm tiền, quảng cáo ở trên Facebook chuyên sâu, chuyên nghiệp với chuyên gia, đúng không ạ? Vâng, rất nhiều chữ chuyên. Và bài học này tôi muốn trao đổi với các anh chị về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo. Thông thường khi chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta thường quan tâm đến giá thầu chúng ta thường quan tâm đến hiệu quả hiệu quả chuyển đổi đúng không ạ? Thí dụ như chúng ta thường hỏi nhau là giá thầu quảng cáo đắt hay rẻ, bao nhiêu tiền đúng không ạ? Bao nhiêu tiền một đơn hàng, chạy có nhiều comment không, bán có tốt không vân vân. Thế thì cái bài học này sẽ cung cấp cho các anh chị những cái yếu tố cơ bản là ảnh hưởng đến cái hiệu quả quảng cáo của Facebook. Bởi vì chúng ta cần phải biết những yếu tố nào tác động đến hiệu quả quảng cáo của Facebook để chúng ta làm thay đổi những cái uh, yếu tố đó hoặc là cải thiện những yếu tố đó đúng không ạ? Thế thì với cái kinh nghiệm của tôi, ta chạy quảng cáo hàng triệu đô la rồi và chạy quảng cáo rất là nhiều cho rất là nhiều các sản phẩm dịch vụ khách hàng khác nhau rồi ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở nước ngoài vân vân. Vâng, thì các anh chị cũng thấy tôi nói là ở Trung Quốc đúng không ạ? Bởi vì là tôi cũng có những cái khách hàng ở Trung Quốc họ thuê quảng cáo để mà chạy quảng cáo ra thị trường thế giới thế thì các yếu tố hiệu quả ảnh hưởng đến hiệu suất hiệu quả của quảng cáo là cái gì thì ở đây tôi sẽ xin phép liệt kê ra một số cái yếu tố cơ bản như, như sau thứ nhất đấy là về sản phẩm đúng không ạ vâng về sản phẩm tức là cái sản phẩm các anh chị bán là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu suất chẳng hạn các anh chị bán quần áo vào mùa đông thì nó sẽ dễ dàng hơn cái việc là các anh chị bán những cái sản phẩm như sách đúng không ạ như là uh, những cái sản phẩm mà có cái tính chất là cái khả năng mua hàng nó sẽ kém hơn, cái tính thiết yếu nó sẽ kém hơn, cái sự cần thiết nó sẽ kém hơn, đúng không ạ? Chẳng hạn những cái mặt hàng tiêu dùng nhanh, những mặt hàng đấy là thời trang, nước hoa, đồ dùng, giày dép, quần áo đấy, thì khi mà nó xuất hiện quảng cáo một phát thì chúng ta sẽ rất có thể chúng ta sẽ nảy sinh cái nhu cầu, thì cái cái việc quảng cáo như vậy ở trên Facebook sẽ rất hiệu quả, à, rất là ít người sẽ chạy quảng cáo là sản phẩm hoặc là cái dịch vụ là thông hút 7 phút ở trên Facebook cả Bởi vì khi người ta nhìn cái đấy người ta rất có thể không có nhu cầu Thế nhưng mà người ta nhìn thấy một cái áo sơ mi đẹp, người ta nhìn thấy một đôi giày đẹp Người ta nhìn thấy một cái nhà hàng đẹp thì hoàn toàn có thể ngay lập tức người ta xuất hiện nhu cầu Có đúng không ạ? Thì cái đấy là cái loại hình quảng cáo mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của người mua Và đây là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc chiến lược lựa chọn sản phẩm để bán thì cô tôi cũng sẽ có những cái hướng dẫn uh, sau đấy về lựa chọn sản phẩm. Cái sản phẩm này đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem là nó đắt hay nó rẻ, đúng không ạ? Vâng thì đấy chính là về vấn đề về giá Đúng không ạ Tôi lấy thí dụ cái áo sơ mi này tôi đang mặc Tôi giả sử thôi Bây giờ tôi bán 2 triệu Các bạn chạy quảng cáo Các bạn chạy quảng cáo đến rơi đi chăng nữa Thì vẫn không có người mua Bởi vì cái sản phẩm này rất là đắt Đúng không ạ Thế nhưng mà vẫn cái áo như thế này tôi đang mặc đúng không ạ? Và đúng là tôi là người mẫu chụp ảnh chẳng hạn Tôi lấy thí dụ thế Tôi có thể bán 200 nghìn Thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái việc là tương tác Cái việc comment, cái việc giá thầu nó sẽ thay đổi rất là nhiều bởi vì cái giá của sản phẩm nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái 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 sự thích thú, cái sự phản hồi của người dùng, của người xem quảng cáo đối với cái mẫu quảng cáo đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ là gì ạ? Liên quan đến cái fanpage, đúng không ạ? Quảng cáo liên quan trực tiếp đến fanpage. Uh, fanpage ở đây thì là gì ạ? Nhiều like hay là ít like, đúng không ạ? Vâng. Đấy, mới hay là cũ, chạy nhiều quảng cáo. Rồi hay là chưa, chưa chạy nhiều quảng cáo, đúng không ạ? Thí dụ như vậy, vân vân thế thì tôi sẽ trình bày với các bạn lên trên cái sơ đồ cây này cho các bạn nhìn cho nó dễ đúng không ạ mới hay là cũ nhiều like hay là ít like tương tác tự nhiên có tốt không mình chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và sau quá trình bán hàng tốt không là cái phản hồi của khách hàng đối với chúng ta Thí dụ như là uh, uh, được 4 sao hay năm sao họ bình luận tốt hay xấu đúng không ạ có những cái fanpage mà sau khi chạy một thời gian là khách hàng người ta phản hồi rất là xấu bởi vì sản phẩm của chúng ta không tốt phục vụ khách hàng của chúng ta không tốt khiến cho khách hàng cảm thấy là rất là bực mình ảnh hưởng đến những cái người mua tiếp theo cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là hiểu biết của người mua tiếp theo và người ta sẽ rất có thể sẽ không mua hàng của bạn lên trên fanpage mà thấy toàn các review xấu thì chắc chắn là tôi không thể mua được đúng không ạ đấy là tôi nói thí dụ như vậy thế thì các cái fanpage mà nhiều like thì bao giờ chạy quảng cáo có xuống rẻ hơn bởi vì nó sẽ có một cái lượng tiếp cận tự nhiên cái fanpage cũ thì là người ta cũng biết đến thương hiệu rồi đúng không ạ vâng tiếp theo nữa đấy là gì ạ chúng ta sẽ thể có thể quan tâm đến vấn đề nội dung quảng cáo trong cái nội dung quảng cáo này thì nó có rất nhiều những cái ý mà tôi muốn trình bày đúng không ạ bao gồm là hình ảnh đúng không ạ ngôn từ chẳng hạn những ngôn từ mình dùng chạy uh, quảng cáo cho giới trẻ thì mình phải viết cũng xì si tin xì si theo thôi uh, hình ảnh uh, dành cho cái đối tượng khách hàng là mình phải lựa chọn những cái hình ảnh rất là xuất sắc thế còn hình ảnh xuất sắc hình ảnh đẹp hình ảnh tốt là hình ảnh như thế nào thì chúng ta còn phải thử rất là nhiều bởi vì cái ảnh mà tôi chụp tôi nghĩ rằng nó đẹp nhưng mà khách hàng người ta lại không nghĩ đẹp thì rất có thể là người ta sẽ không tương tác với chúng ta và chúng ta phải thử nghiệm chúng ta phải chạy quảng cáo nhiều thì chúng ta mới biết được cái hình nào là tốt có đúng không ạ tiếp tục đấy. À, nó sẽ phụ thuộc liên quan đến uh, những cái phần uh, những cái nội dung uh, những cái ý tiếp theo nữa được chưa ạ à, số 5 đấy là nó có thể là liên quan đến vấn đề nhắm chọn đúng không ạ nhắm chọn vâng nhắm chọn và tối ưu là một cái video mà tôi đã hướng dẫn với các bạn ở trước đấy rồi thì bây giờ ví dụ như là các bạn nhắm chọn hẹp hay rộng đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng chạy ở tỉnh nào tuổi tác ra sao tập khách hàng như thế nào thì đấy là thuộc cái phần chúng ta nhắm chọn đấy Chúng ta chạy remarketing hay là chúng ta chạy tệp mới Tiếp tục đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến một cái yếu tố nữa mà tôi nghĩ cũng là ảnh hưởng Đó là cái yếu tố ngân sách đúng không ạ Ngân sách quảng cáo chúng ta chi nhiều hay ít đúng không ạ Chúng ta chạy quảng cáo thường xuyên hay là tắc bục tắc bục Lâu lâu chúng ta mới chạy Chúng ta có thể ảnh hưởng bởi uh, những cái kỹ thuật chạy đúng không ạ Hay là cái loại hình chúng ta gọi nó là cái loại hình quảng cáo đi Hay còn gọi là cái phần nhắm mục tiêu đấy đúng không ạ các cái mục tiêu tiếp thị. Tôi lấy thí dụ như là bạn chạy tương tác với bài viết, giá thầu sẽ có rất có thể khác với chạy truy cập web. Chạy truy cập web sẽ khác với chạy uh, xem video. Uh, chạy video có rất có thể là khác với tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hay là những cái hình thức ưu đãi, hay là những cái hình thức uh, sự kiện, đúng không ạ? Tăng số người tham gia sự kiện, thì cái đấy tôi gọi nó là cái loại hình quảng cáo. Và các cái loại hình quảng cáo khác nhau thì cũng dẫn đến cái giá thầu khác nhau. Đặc biệt hiện nay thì giá thầu uh, đối với tương tác, bài viết và giá thầu hình ảnh giá thầu video là có xuống rẻ hơn so với những loại khác tiếp tục đấy là chúng ta sẽ có thể là có những cái yếu tố tiếp theo yếu tố thứ 8 tôi cho rằng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần quảng cáo đấy là có thể sẽ là những cái chương trình khuyến mại đúng không ạ các cái cam kết bán hàng đấy. hay là các cái chính sách để tôi gọi chung nó như vậy à, chính sách bán hàng đúng không ạ à, chúng ta có những cái cam kết tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng bán được hay là cái yếu tố thứ 9 tôi cũng cho rằng là ảnh hưởng đấy chính là thương hiệu của sản phẩm đúng không ạ thương hiệu thì ở đây là có thể là của sản phẩm này cái sản phẩm mà mình bán ấy, đúng không ạ nó có thương hiệu hay không cái fanpage của mình nó có thương hiệu hay không nó có uy tín hay không nó có cái độ chốt hay không hay là cái, gì? cái uy tín của người bán đúng không ạ ví dụ như học facebook là học với anh phan anh là tốt rồi thí dụ như thế thì rõ ràng là cái thương hiệu của những người bán hàng của chúng ta cũng rất là quan trọng được chưa ạ À, có thể sẽ có nhiều yếu tố nữa nhưng mà trong cái bài này thì tôi cũng xin phép là trình bày với các bạn là khoảng 10 cái yếu tố thôi, 10 nhóm yếu tố thôi. À, thì đấy là chúng tôi à, tiếp tục cái à, con số thứ 10. Đấy là chính là những cái liên quan đến à, cái phần đấy là chúng ta có thể là tính thời vụ, tính thời điểm của quảng cáo. Thí dụ như bây giờ đang chuẩn bị đến Tết đúng không ạ? mùa Noel thì à, chúng ta à, có thể chạy quảng cáo bán những cái sản phẩm dành cho Tết thì rất là tốt đúng không ạ đang trời rét cam cam chúng ta bán áo khoác à, chống à, lạnh hoặc là quần legging, rồi thì áo à, mặc lót bên trong để mà chúng ta giữ ấm đúng không ạ những cái áo giữ nhiệt của uclo thì rõ ràng là à, cái tính thời điểm nó rất là quan trọng Đấy, ví dụ như bây giờ mà các anh chị mà chạy quảng cáo bikini chẳng hạn tôi giả sử thế thì à, nó cũng rất là khó để có thể bán rất là khó để có thể hiệu quả ngoài ra thì có thể có nhiều các yếu tố nữa nhưng mà trong cái bài học hôm nay thì tôi xin phép là chia sẻ với các anh chị là 10 cái yếu tố hay là 10 nhóm yếu tố bởi vì là những cái yếu tố này là nó có thể còn nhiều những cái tính chất nhỏ lẻ nữa. Và chúng ta phải thay đổi hoặc làm tốt hơn hoặc làm khác đi, đúng không ạ? Khác biệt lên để mà chất lượng hơn, để mà trong từng cái yếu tố này chúng ta có những cái sự thay đổi thì cái hiệu suất của quảng cáo sẽ tốt, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn từng hình ảnh, từng ngôn ngữ, chúng ta nhắm chọn tốt hơn, sâu hơn, rộng hơn đúng tệp hơn thì như vậy chúng ta sẽ tăng được cái hiệu suất quảng cáo thì đây chính là cái vấn đề mà mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ trước khi để đặt một cái chiến dịch quảng cáo các anh chị nhé và sau khi đặt xong rồi thì chúng ta cũng lại nghiên cứu về những yếu tố này để chúng ta ra được cái quyết định tốt nhất vâng tôi xin kết thúc cái phần trình bày của tôi tại đây rất mong nhận được sự trao đổi với các anh chị